Alo cô chú đi con. Alo cô chú. Chào buổi sáng cô chú, lấy chuẩn bị đi học nè cô chú. Đó, hồi tối cái chuông ở nhà Huyền, mấy cái chuông mà mấy cái camera chống trộm rồi trong nhà á cả nhà. Rồi nó kêu tròn nguyên đêm không ngủ được nha. Mà cả nhà nhìn đây nè. Lạnh chứ. Dày rồi đó. Quá dày luôn á, hôm nay là rơi 15 cm đi cả nhà. Hồi tối cũng rơi rồi nhưng mà tối quá Huyền không có ra quay cho cả nhà được. Hôm qua nó lất phất các bạn nhưng mà tối nó rơi nhiều. Ở cả nhà coi nè. Mà mấy cây hoa vàng này của Huyền công nhận nó sống bền thật luôn á. Hôm nay là khung cảnh ngoài trời trắng toát luôn. Wow, cô chú thấy chưa? Mẹ có cái gì vậy? Mùa lạnh đến rồi, cái gì con? À, đây nè, thì ở nhà Huyền á là có những cái chống trộm như vậy nè, như cả nhà. Nhưng mà mấy cái camera bắt đầu nó hết pin rồi á. Cái nó báo động tít 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 rồi nó nói cái gì trong đó, trời ơi. Nguyên một đêm luôn. Ủa mà có quay không? Đâu có quay đâu. Đó, cô chú thấy không? Hiện giờ đang còn rơi đó cô chú, mà 1 độ trừ cho nên là nó giữ lại trên sân nè. Đó, chứ trưa nay không biết là có độ cộng lên không á. Nếu mà độ cộng thì nó tan ha. Còn không là nó sẽ giữ như vậy á cả nhà. Đó, sáng sớm thì người ta đi làm kìa. Mùa này đi làm đồ cực lắm. Alex đồ đi học cũng lạnh nè. Nhìn thì nó đẹp nhưng mà nó buồn lắm nha. Với lại nó lạnh nữa. Thôi đi ra rửa mặt con, trễ quá rồi. Tuyết đồng mùa nè cả nhà. Vừa có tuyết vừa có gió cho nên nó đóng với cửa sổ nè cả nhà. Lấy khói lắm. Ngày mai nó nhiều hơn nữa đó. Vậy á hả? Năm nay sớm dễ sợ luôn á. Cuối tháng 10 các bạn, hôm nay vẫn chưa hết tháng 10. Có mỗi năm hả các bạn biết không, Noel đó mà không có một miếng tuyết nào luôn á, mà còn độ cộng nữa. Năm nay thì lạnh vô sớm ha. Thì hy vọng là lạnh vô sớm rồi nó hết lạnh sớm rồi để trồng cây. Trồng rau được. Ok, há đe, trời ơi. Nè, há đe Alice. Há đe, anh lạnh quá. Thấy cả nhà, trời ơi, cái cảnh này bắt đầu tê tái. Mới đây khoảng 10 cm rồi nha. 10 cm rồi nè. Mới đây đã đóng hết rồi này cả nhà ơi. Đóng hết rồi. Hello cả nhà. Trời ơi, các bạn xem nè. Tuyết quá nhiều luôn á cô chú. Đây nè. Đó các bạn, thường là tụi Huyền ra đây nó sáng lắm cả nhà, mà hôm nay tuyết nó lấp ở trên nóc á. Thì Huyền sẽ quay cho cả nhà xem ha. Tuyết rơi thì rất là đẹp nhưng mà lạnh ha các bạn ha. Đây nè. Hồi tối hả, gió mà gió quá trời luôn, gió mà nó hú 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 á các bạn. Chúc Huyền ra ngoài quay cho cả nhà coi nha. Quá chừng luôn á. Lắp đây nè cả nhà ơi. Mình sẽ mở cửa nè. Wow. Cả nhà có biết không, Huyền vẫn chưa có đem xả với lại bạc hà vô nữa. Tại vì hồi cuối tuần á, nhà Huyền có khách á, cho nên là Huyền không có đem vô trong nhà. Thấy nó tùm lum á. Mấy cái nệm tụi Huyền phải đem vô á, nó bay vô ướt mẹp hết rồi. Đem cho khô, để khô rồi xong rồi tụi Huyền mới cất ha. Hôm nay Huyền sẽ nấu bún riêu cua nha. Đây nè, Huyền xay, mới xay cua xong rồi
nấu lấy cái riêu rồi đó. Còn đây là Huyền hầm xương á, bây giờ Huyền sẽ xuống dưới kho dưới Huyền lấy mấy cái hũ riêu lên. Mấy cái hũ riêu cua. Đó cho cả nhà coi. Ôi, cái này là nó giữ tuyết lại dữ lắm luôn á. Tại vì cái cục nó to nè cả nhà. Hello. Không nổ hả anh? Đẹp không cả nhà? Hết xăng hả? Vậy anh đi mua xăng đi. Cả nhà thấy tuyết đẹp không? Em hỏi cả nhà thấy tuyết đẹp không? Cục bự 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 bự. Vậy mà ra nó không, ra nó cũng không có lạnh bằng mấy bữa hổm nha cả nhà. Có tuyết xuống thì nó đỡ lạnh lạ vậy đó. Nè cả nhà. Quá trời luôn rồi. Nè cả nhà mấy cái hộp riêu nè. Tối thui vậy đây nè. Ồ quá trời luôn á. Cũng hên em với anh chùm cái tàu sớm ha. Hên dễ sợ luôn á. Bên em phải làm, bây giờ làm con đường để đi trước. Em chưa có đem mấy cái chậu xả của em vô, năm nay chắc nó mất giống luôn quá anh. Không, vài bữa nó ấm lại nữa. Vài bữa nó ấm lại nhưng mà hôm nay không biết ngoài nó có chết không nữa, với lại bạc hà. Mà Huyền thấy Huyền trồng bạc hà Huyền cũng ít ăn quá. Sống chết thì cũng thôi kệ luôn đi. Mà Huyền thích mấy cái chậu xả của Huyền á. Mà nói chung xả cả nhà thì dễ gây giống lắm. Huyền trồng nó được ha. Dễ lắm. Mấy nhành cúc của Huyền nè. Bền dễ sợ luôn á. Tuyết mà nó phủ lên hôm nay đóng đá luôn rồi. Anh Hùng có thể dục rồi đâu có cần phải chạy bộ chổng nữa. Dạ. Ồ nó nhiều dã man luôn anh. Từ hồi nguyên một đêm hôm tới nay cả nhà. Nó rơi tới ngày mai lận. Mùa này là vậy đó, ra là phải chùm á, chùm kín đầu á. Quái đẹp thiệt chứ. Thấy thì đẹp. Dạ, nhưng mà xúc nhưng hơi mà mệt. Phải xúc tiếp. Xúc hơi mệt cả nhà. Mà năm nay sớm dễ sợ anh ha. Sớm quá trời sớm. Sớm dễ sợ kịp luôn. Kịp lấy đồ gì vô á. Ờ. Nắm cái chưa... đèn. Chưa có kịp soạn đồ gì tùm lắm hết. Trên nữa. Dạ. Tiếp tuần tới nó ấm mà làm. Ok. Cái này là cua nè cả nhà, cua. Huyền sẽ xay tôm với lại tôm khô. Hôm nay Huyền sẽ nấu bún bún riêu cua với lại chả là chả tôm với lại tôm khô ha cả nhà ha. Hôm nay thì Huyền có bỏ thịt ra kịp tại vì thịt nó tan hơi lâu á. Đó, Huyền xay Huyền bỏ vô đây với lại mấy cái hũ riêu á. Cho cả nhà coi nè ha. Đó, bỏ vô ngon ghê cả nhà. Thơm dễ sợ luôn á. Giờ mình bỏ vô đây ba cái trứng mình trộn lên nè, cho thêm chút gia vị vô nữa. Hôm nay bên Huyền thấy trời lạnh gì đó, Huyền nấu bún riêu ăn cho nó ấm bụng. Thank you.
bún riêu của Huyền hoàn thành rồi nè. Đợi anh Hùng xúc tuyết vô xong rồi Huyền với anh Hùng ăn ha. Ngon cái nhà. Hôm nay trời lạnh cho nên là Huyền nấu cái món gì cho có nước ấm ấm á. Cái này là chả các bạn, xong rồi Huyền giống như Huyền hấp trước khi Huyền để vô đây á. Đó. Ngon lắm, thơm phức luôn. Hấp dẫn chưa? À Huyền có tàu hũ nữa, để Huyền chiên bỏ vô tàu hũ hôm bữa Huyền Huyền làm á cả nhà. Đây nè. Huyền sẽ chiên trong nồi chiên không dầu ha, chút bỏ vô. Đây nè. Đó. Cái này thì Huyền chiên nó khoảng 200 độ nè. Khoảng 15 phút á cả nhà. Đó. Bây giờ Huyền sẽ bỏ nó vô trong cái nồi bún riêu của Huyền nha. Ok. Anh Hùng xúc nãy giờ mà nó chưa xong nữa, nó cứ xuống hoài cả nhà, nó không có ngưng. Wow. Bật lên nè. Đó, Huyền bỏ nó vô nè. Woo, dai. Hôm nay nó rơi nhiều quá trời luôn á. Mùa này là cực, cái nhà cực cái dọn tuyết ha. Nó mà rơi nhiều là cực lắm. Anh Hùng xúc tuyết xong rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ làm bún riêu ăn. Nãy giờ mình đợi anh Hùng. Cái màn hình mình hình như nó mờ phải không? Tuyết năm nay sớm quá cả nhà. Sớm mà nó nhiều nữa. Nó nhiều dễ sợ luôn á. Rơi thì mà nguyên một đêm mà không có ngưng ha. Mà rơi đến bây giờ luôn mà cái hộp của nó bự 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 không à. Cái riêu cua này mình làm một tô lận nhưng mà mình bỏ vô đây có phân nửa thôi. Tại cái nồi mình nó đầy quá, nó tràn á. Cho cả nhà coi. Ủa ngoài gió quá trời luôn, hình như ảnh hưởng bão hay sao á cả nhà. Gió dữ lắm. Đó, bún riêu Huyền xong rồi nè, mời cả nhà nha. Hấp dẫn chưa? Riêu cua này cả nhà. Để mình lấy cái ớt kia ra để cho anh Hùng ha. Mời cả nhà ăn bún riêu với tụi Huyền nha. Mời cả nhà ăn bún riêu. Đã quá cả nhà ơi, lạnh đó mình mới xuất tiết vô nè cả nhà. Tiết bên này nó xuống nhiều quá cho nên người ta không có chuẩn bị ở nhà xe ngồi ha, giống như là nó bị đùng quá. Xe lọt xuống hố rồi một phần rồi. Tai xe nạn nữa ha. Với lại mấy cái xe xúc tiết nó không có kịp và xúc kịp. Cho nên nó bị nghẽn lưu thông ở dưới nó nhiều dữ lắm. Dạ. Nguy hiểm. Mình mới vô nè, ăn cho nó ấm chút rồi tối ra xúc một chọc nữa. Đó. Sáng ở nhà nào? Có cua xong có người xay ra nấu. Này cả nhà. Ngon lắm. Khá đã luôn. Mời cả nhà, mời cả nhà. Mời cả nhà. Không được. Chắc hơn. Có người biết nấu nướng cũng đỡ cả nhà. Quá đỡ luôn á. Chứ máy vô giờ này lạnh bánh mì rồi. Giờ này là lạnh mà ăn ấm á. Ăn khô đúng ấm luôn rồi, nó xỉn. Rồi anh mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Sáng giờ mới được ăn tô phở đây. Từ nãy mình dậy á là. Cái gì phở? Ê, bún riêu. Bún riêu. Ngon. Ngon thôi. Hôm nay cái miệng Huyền làm ngon mọi người. Giờ đang được bô cô tô bún riêu nó quý gì đâu ha.
Năm nay tuyết vô sớm á, mình chưa làm kịp cái gì hết cả nhà. Ở trong vườn này chưa kịp mà đem niệm rồi cái nhà kính chưa kịp dẹp mấy cái cây kia nữa. Nhà hình cuối tuần có khách hết cho nên là hình không có đem xả rồi vô. Ở ngoài nó chết luôn trời. Xả luôn á. Nó ảnh hưởng chứ, lạnh lắm. Tại vì hình định lấy xong rồi cứ làm lại cái chậu nhỏ để dưỡng cho năm sau á. Nhưng mà tối này thì nó báo lạnh nè. 3-4 độ, 4 độ 4 á. Chút em bận đồ ấm em đem coi thử. Tuyết dữ lắm, đi không có nổi đâu. Tuần tới thì nó báo ấm lại nè cả nhà. Vậy chẳng lẽ bỏ? Nay để tuần tới mình làm. Trời ơi, để mà nó chết rồi. Ý em đang lấy chỗ xả rồi nữa. Rồi hồi nãy anh ngồi đó đi. Trời ơi, xả trồng cũng dễ sao? Nó xuống đó mà nó không có đủ lạnh nên bắt đầu nó ướt ướt, nó trộn với mưa cả nhà. Khó chạy xe vô lắm, trơn lắm. Thà thì nó lạnh, lạnh thì mình sống giống như là mấy năm về trước á. Đầu cuối tháng 10 là có rồi. Thơm ngon đến nhột cuối cùng. Thơm ngon đến nhột cuối cùng. Alex với bạn Alex rồi kìa. Thằng nhóc đó má nó mới gọi là nói nửa tiếng rước ảnh về đó. Mà sao hay là kêu ảnh về vậy đó. Mà tại sao rước. Còn ở đây chơi hoài á. Lại rước chứ. Như hả? Ngon ha. Quá ngon cả nhà. Cũng do cái thời tiết nó làm cho ngon. Đông ngon chứ. Quá ngon. Thật không mắt. Bắt xuống. Cái người nấu cho mình ăn này mình phải cảm ơn nè cả nhà. Đó, theo cái phong tục của nuôi, cái người nói nấu ăn ngon là mình phải cảm ơn. Ăn xong là cảm ơn nha. Cảm ơn cái người nấu cho mình á. Để người ta có cái động lực để nấu tiếp cho mình ăn tiếp. Không cảm ơn là lần sau ăn mì gói. Ha ha ha!